ai ở vị trí nào thì đảm nhận vị trí đấy. Area of cách cách nào đương công chúa cách cách nào cái gì đây. Chạy chiến thuật nào, xây thôi, ai vị trí nào xây ở đấy thôi. Ok, 16 trụ à? Ok. Ông được hai bờ luôn không cường? Ờ, tự. Up lên rồi, up lên đẹp rồi. Thản cam trước anh. Thản cam trước á. Lật nhiều thế. Ông tím ông xây trụ phụ. Xây trụ thủ hai cái hai bên là được rồi. Tránh tránh bị tôi lọt nhiều quá. Bây giờ chắc là mình cần phải up nhà. Up nhà mà có đam. Cảm ơn Tùng Phạm nha. Thả nhưng phải đép được đã mới thả. Phải đép được đã chứ. Mua thả quân để cho bạn phải đép thôi. Mình thả ra mình có income. Đông thế. 800. Bảo tím chuyển tiền áp trụ á. Ui giời, ông tím ấy ông thả, ông ấy nhiệm vụ ông chỉ thả à, chỉ thả thôi mà ông ấy income ông ít đi.
Nhiệm vụ ông chỉ thả thôi đấy. Rồi giờ mình cần ấp trụ rồi đấy. Yên tâm tôi thua mà, bởi vì tôi ấp trụ đép mà. Tôi đép cả ba, gần như tôi đép cả ba quay còn gì nữa. Sao mà thả được? Cái này phải đép được đã rồi mình mới thả, rồi mình update. Cái này không biết nó tính cái ấy kiểu gì nhỉ? Biết nó tính income kiểu gì? À tính cái lính lọt kiểu gì? Lọt bao nhiêu lính thì là nó đập bắn nhà nó cứ chạy vô nhà mà. Nhưng mà nhà vẫn đầy máu rồi. Nó đập siêu banh về nhà chính à? Ok. Hiểu hiểu. Ok. 6K. Thêm 4 trụ nữa. Okay. 4 trụ nữa. 4 trụ nữa đúng không? 4 trụ nữa xây ở đâu rồi? Xây đây nhá. Map này là map thuộc dạng tower dev ấy, nhưng mà thả lính. Mình thấy một cái xe. Ờ đúng rồi. Thả lính thì nhiều yên cam nhiều tiền anh. Ờ anh biết. Nhiệm vụ của anh là đép chứ không phải nhiệm vụ của anh không phải là thả lính. Anh phải đép được đã. Đang ngồi thả lính gãy cả tay. Thì phải thì thả thì vẫn phải thả thôi, phải thả có ít sao cam. Có ngàn mà. Ừ, anh đép mà đép cả ba cổng em nhìn này. Một mình anh đép này. Anh em này thế anh đép. Anh em thả. Chắc phải xây thêm trụ rồi. Này anh đép cổng. Ông Cường tập trung thả ông Cường. Bây giờ anh em đép có một cổng, anh đép cả phần B cổng mà. À
là hai cổng hai bên là giảm đam lại là ông đứng ông ăn. More gold is required. 25k. More gold is required. More gold is required. Ông tím bảo ông xe thôi, cứ để ông ấy up đi, cứ để ông up được. More gold is required. Để ông up này. Up thả lính thì phải thả lính nữa. Có người thả người đép. Mình thả cho team khác họ đép. Mê mê dễ thương. Chia hai phe, một phe thả, một phe đép hả anh Cường? Không phải, mà nhiệm vụ mỗi người một nhiệm vụ khác nhau chứ không phải là chia hai phe. Nó có nhiệm vụ chứ không phải là phe. Cái cửa điếc kìa, nó khỏe vậy. Con đường nào chơi kìa, mấy hơn mấy cặp ba má rồi, nó chầu chầu à. Tôi đép rồi còn thấy lọt đây này. À, có vẻ ổn rồi đấy. Thả tỷ lệ đi cắp mà. Vậy sao để thắng map này anh Cường? À, map này muốn thắng á, đơn giản thôi. Là em thả nhiều lính thì cho bạn lót. Là 1k. Anh tem mình có tôi không hả? Phi hi nhau đua bảng ăn cơm. Đâu, tôi ở best income này không? Đua gì? Hả? Tôi đang ở best. Ông, tôi với ông Hoàng Phi đua nhau đứng top ăn cơm á. Ông còn thua ông tới 16. Tại vì tôi còn đợt nữa, đợt cái giảm áp lực cho ông Cường nữa. Ông cứ để trong cứ ép lực đi. Hay không? Nghe nói câu hay đấy. Ôi 100k tiền này. Anh nó không phê cùng team anh không à? Ờ, viết team anh mà. Món này có liệt bằng tím. Anh không biết nữa, anh cũng đang lo lắm. Ở số mấy nhà. Ui, một con clip 5k tiền kìa. Ngon vãi. Update unit. Update nhà tướng xong còn update unit nữa. Ghê không? Này đẹp đến bao giờ ta? Đúng ông Ngọc Đạt, ông chỉ thả thôi mà sao income ông ít thế nhỉ? Hình như chỉ thả không đép được thì tiền chắc ít đấy. Đâu ra thả nhiều hơn á. Tiền mình thả là mình ăn theo income mà nhiều hơn đép á. Win kìa. Họ lọt kìa. Mình cũng chắc hơn. Mình đép được. Đứng đầu income là thắng rồi. Tôi bè cặp ba ông đã biết chơi.
Ông đó. Đánh lên gần đúng không? Tôi á. Đang học này nên được chẳng. Không có tập nhau. Quân đây còn đang. Thả, thả từ đầu chân cho mày quên quá tụi lộ thật. Ôi giời, dằm bài con clip này tôi cần hết. 120. Cái này nữa là đem bạn thua lúng chân nào lúng hót ở gì. Ờ. Top missing. Top missing cái em. Ui, 60k đam vậy trái. Team bạn vẫn cố trụ kìa. Team bạn vẫn cố trụ. Rồi, thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi, yeah. Team chơi hay quá.